Thưa quý vị, ngành công nghệ thông tin và truyền thông tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng hiện đang có sự phát triển nhanh. Trong đó, công nghiệp, công nghệ số cũng đang là lĩnh vực giàu tiềm năng để kêu gọi thu hút đầu tư, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn. Chip bán dẫn là một trong những bộ phận quan trọng nhất của các thiết bị điện tử hiện đại, từ máy tính, điện thoại đến đồ gia dụng. Vừa qua, Việt Nam đã lọt vào top 4 quốc gia châu Á xuất khẩu chip bán dẫn vào Mỹ. Đây cũng được xem là tín hiệu khả quan để các doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục đầu tư vào Việt Nam ở lĩnh vực này. Bây giờ hầu như là tất cả mọi sản phẩm đều là đi cùng với chip. Do vậy thì nếu mà chính phủ Việt Nam và đất nước Việt Nam thu hút được thì một số nhà máy sản xuất đồ bán dẫn hàng đầu thế giới như SK Hynix hoặc là Samsung, thì như vậy là sự phát triển của các những cái lĩnh vực tiếp theo là một cái điều hết sức thì sáng sủa. Tại Đà Nẵng, hiện nay, thành phố cũng đang tích cực kêu gọi các doanh nghiệp công nghệ số đầu tư vào các khu công nghệ thông tin tập trung, khu công viên phần mềm, nhất là ở các lĩnh vực sản xuất phần cứng như PCB, thiết kế các vi mạch, vi xử lý, các sản phẩm điện tử, viễn thông, máy tính. Lĩnh vực sản xuất phần mềm như games, trí tuệ nhân tạo, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các nền tảng chính phủ điện tử, phân tích dữ liệu, cùng nội dung số và dịch vụ công nghệ thông tin. Đây đều là các lĩnh vực được đánh giá là giàu tiềm năng trong phát triển công nghiệp công nghệ số tại Đà Nẵng. Tập trung ở rằng là thu hút các cái doanh nghiệp trong cái lĩnh vực về công nghệ số, cũng giống như rằng là một số các cái lĩnh vực rằng là tạo ra giá trị gia tăng cao để rằng là phục vụ cho cái việc phát triển kinh tế xã hội của thành phố theo hướng rằng là đến năm 2025 thì tỷ lệ đối với rằng là cái kinh tế số thì chiếm rằng là khoảng 20% của GDP. Cùng với đó, Đà Nẵng hiện cũng đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực ICT, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, hoạt động nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cũng như kêu gọi đầu tư vào công nghệ tài chính số fintech dựa trên các nền tảng blockchain, mã hóa, hướng đến xây dựng trung tâm tài chính Đà Nẵng trong tương lai.